Như vậy là một cái mùa hoa anh đào nữa đã đến. Và đây chính là cái con Kitsune. Kitsune này của nhà phát hành nha mọi người, không phải của tôi đâu. Ok, xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nana TV. Thì nói chung là trước mắt là phải đi làm cái nhiệm vụ để mà lấy cái mấy cái cánh hoa anh đào gì đó mọi người ơi. Rồi ở trên đây có con chuột đây nè, phải trưởng. Ok, có con này thì bắt luôn nha mọi người. Cái con này nó cũng đẹp đây nè, nhưng mà bây giờ không ai bắt nó trơn á, cũng tội, nên là thả nó đi lang thang đó mọi người, nên thôi thì bắt nó luôn. Thì đây chính là cái con thằn lằn cổ diềm. Rồi ok, thì bây giờ là nói chung là tôi thì cũng lười làm nhiệm vụ đó mọi người, nhưng mà tôi đi tìm hiểu thử coi á, cái nhiệm vụ nó có cái gì hot hot, cái gì hay 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 không á, mà tôi thấy nó dắt đi xa quá mọi người ơi, nên cũng lười làm ghê luôn ấy. Để mà tăng tỷ lệ xuất hiện cá anh đào thì trước mắt là phải đi chế tạo mồi nha mọi người. Và đây chính là cái nơi mà để chúng ta chế tạo mồi đây. Giờ ok, tôi sẽ chế tạo trước 100 mồi. 100 mồi là những cái nguyên liệu như thế này nha mọi người. Giờ ok, 30 phút giảm 30 phút và như thế là 30 phút đã trôi qua quả ca trưởng. Giờ ok, đây chính là 100 mồi hoa anh đào đó mọi người ơi. Đấy rồi, hết hoa anh đào đó mọi người. Nói chung là để mà có được cái cánh hoa anh đào để mà chế tạo cái mồi hoa anh đào thì nói chung là có ba cái cách đúng không? Đầu tiên là chúng ta phải đi làm cái nhiệm vụ ở đây, làm nhiệm vụ ở đây rồi xong rồi nó thưởng cho chúng ta mấy cái cánh hoa anh đào này nè. Đấy, nói chung là có 30 cái à, cũng bèo lắm mọi người. Có một cái nhiệm vụ mà tôi thấy là khó nhất đó chính là đi tìm hồ ly. Thì hồ ly là trốn ở đây nè mọi người ơi. Hồi nãy là tôi cũng đi tìm ghê lắm. Nói chung là tìm banh cả cái khu cắm trại này luôn nhưng mà vẫn không tìm được đó mọi người. Mãi đến bây giờ mới tìm được đấy. Đó, bạn ấy trốn ở đây nha mọi người. Nói chung sẵn tiện đây thì cũng chỉ cho mọi người để mọi người đi tìm để làm xong cái nhiệm vụ này. Mà nói chuyện từ hồi nãy giờ quên đó mọi người, đang xem video nhớ cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh đó nha. Và nhớ một chuyện để đón xem những video mới nhất nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều. Ôi phải ca trưởng cái con gì kìa mọi người ơi. Trời ơi, mấy bữa nay là nói chung là có đập em này rồi nhưng mà bữa trước là đập hụt một lần đó mọi người. Rồi ok, mãi tới bây giờ mới gặp lại đây nè. Đấy, nó to kìa mọi người. Ôi nhìn ngọt ghê luôn á trời. Rồi không biết cái vợt này chụp nổi hay không ta. Còn nhiều khi là chụp rồi rảy cái vợt làm sao ta. Ôi trời, to chi mà to lắm thế. Kìa, nó to hơn cái hình nhân vật mình luôn á mọi người ơi. Đấy, nhìn từ trên xuống dưới là mọi người thấy không, nó to hơn luôn á nha. Nó bằng cái vợt đó mọi người. Rồi ôi rồi ơi, xém buông tay rồi, buông tay là hụt mất tiêu rồi. Cái này phải kỹ. Nói chung là bết giờ là nó hay nhảy lắm mọi người, hay quơ cái vợt của nó lúc nó đang nhảy luôn đấy. Lúc đó là mình gói giống gì cả rồi. Tới đây nè, đó phải cái chữ ếch yêu tinh nha mọi người. Đẩy to, nó to rơi không. Bạn kia đứng che rồi đây nè, đó to nha mọi người. Rồi ok, đấy như vậy là đã bắt thành công một cái con mới rồi đó mọi người ơi. Một cái con ếch mới, thêm một con trong cái bách khoa toàn thư nha. Đấy, nói chung là bữa trước là tôi cũng có bắt được, tôi cũng có gặp cái con này rồi nhưng mà tôi test cái vợt mới đó mọi người. Cái cây vợt mới là nói chung là bữa hổm tính làm cái clip về test về cái cây vợt mới đấy nhưng mà chưa kịp làm nữa thì cái bản update này nó tới rồi nên là tôi bỏ qua cái clip đó luôn. Giờ cái để mà chế tạo mồi hoa anh đào thì nói chung là chúng ta không cần phải, không nhất thiết là phải đi làm nhiệm vụ nha. Chúng ta cũng có thể là đi mua ở đây nè. Ở đây có cái anh bạn nè, mọi người thấy không? Anh bạn ấy rất là xấu trai nha mọi người, không có đẹp trai như tôi đâu. Giờ cái thì cái anh bạn này là bán cánh hoa anh đào đấy. Đó hoa anh đào à, nó là đó hoa anh đào nha mọi người. Đấy, mỗi lần là 50 là ấy trời mua được 3 lần à. Ôi vãi cả lúa luôn, mua được có 3 lần thôi nha mọi người. Như vậy là cái chỗ đó là nó chỉ cho mình mua có 150 thôi, nên là chế tạo thêm 150 mồi nữa nha mọi người. Nhưng mà phải 100 thì mình làm cho nó chẳng, mình bấm cho nó nhanh chứ. Nói chung là dưới 100 là phải bấm 10, bấm 10 thì bấm rất là lâu luôn đấy. Tạm thời thì tôi sẽ chế tạo là vài trăm mồi để xem thử coi có nhân phẩm ra được cá anh đào hay không nha. Tôi thấy rằng là cái chỗ đó là có chế tạo cái con Kitsune nữa, để tôi xem thử coi tôi chế tạo được hay không nha mọi người. Cái chỗ này là cái chỗ bán trứng nè, cái trứng cáo đó mọi người. Mỗi một trứng là 50 kim cương. Đó rồi ok. Bây giờ là tôi sẽ đập trước một trứng thử xem sao nha, coi nó ra cái con gì. Cái con mà màu giống như cái quả trứng là cái nền hiếm và ba cái con còn lại là cái nền xanh dương đúng không? Giờ ok, để xem thử coi ra được cái con nền hiếm hay không nha. Rồi nền hiếm cái coi, nền hiếm cái coi, xui dữ đập bé lắm mọi người, đập trứng lắm. Giờ coi. Đó, nói chung là đập trứng thì ra cho trứng thường thôi chứ đâu ra cho trứng xịn đâu. Rồi ra con thường chứ không phải ra con xịn. Giờ ok, thì đây chính là cái con hồ ly trắng nè mọi người, đó chính là cái con Kitsune trắng đó mọi người, cũng đẹp đúng không? Nói chung là màu trắng là mình thấy là nó sạch sẽ là nó đẹp rồi. Và cái chữ hồi nãy là tôi tưởng đâu là một con thì ra là bốn con mọi người ơi. Trời trời, bốn con giống nhau mới được. Và kết hợp với lại là nước phép cáo nữa, mà nước phép cáo là phải tốn 250 đó hoa đào. Mà cái khó khăn nhất thì nói chung là vẫn là bốn con giống nhau đấy. Cái đó nó mới khó đó mọi người, cái đó nó mới tốn rất là nhiều tiền luôn, tốn rất là nhiều kim cương luôn. Mà hết kim cương thì phải tốn tiền để nạp rồi. Nói chung là thôi mấy cái đó không chơi, mấy cái đó tôi không thích mọi người ơi. Và cái cách thứ ba là để mà có được cái đó hoa đào đó chính là đi nhặt đó mọi người. Đây nè, đó mọi người cứ việc nhặt nha. Nhặt một lần á thì nói chung là mở ra nó còn nhiều hơn là mình đi làm nhiệm vụ nữa. Tôi không biết là làm nhiệm vụ có được cái gì ngoài cái đó hay không. Nói chung là tôi thì lười làm nhiệm vụ lắm. Nãy tôi làm có hai cái nhiệm vụ là tôi nghỉ rồi đấy. Nói chung là ba cái nhiệm vụ chứ, hồi nãy là tôi làm ba cái nhiệm vụ đó mọi người. Còn lại là đi nhà đi mua với lại là đi nhặt. Đi nhặt thì nó nhanh hơn đây nè. Đấy, nhặt tôi thấy có rất là nhiều luôn. Ok, thì đây chính là những cái cách để mà chúng ta có thể mà có được nhiều mồi hoa anh đào đó mọi người. Ở đây có cái con bộ
ngựa đây nè. Cái con bọ ngựa này là bọ ngựa thay ma hay là bọ ngựa gì ta? Nói chung là bọ ngựa thay ma, bọ ngựa nhảy hay là bọ ngựa quẹo gì đó mọi người. Là nói chung là nó giống giống nhau mà, nói chung là cũng không phân biệt được. Khi mà bắt lên người mới phân biệt được. Chứ bây giờ là nhìn màu y chang nhau à. Đó, cái tướng đi của phơ bọ ngựa đó mọi người ơi. Đây nè, đó chụp luôn. Nói chung là mấy cái con mà hành xanh dương là tôi hốt luôn à. Giờ kê tiếp theo chắc chắn đó chính là cái hành trình mà đi săn ba cái loại cá anh đào mới rồi. Thì nói chung là trong ba loại cá anh đào này thì có rùa da anh đào nè, cá chép anh đào và cá voi anh đào. Ba loại cá này nha mọi người, thì ba loại cá này để xem con nó xuất hiện ở đâu nha. Đầu tiên đó chính là cái con cá voi anh đào, đó chính là cái con cá voi sắc thủ đó mọi người. Cá voi sắc thủ rồi sơn màu màu hường á, màu hồng gì đó mọi người, vô là thành cá anh đào à. Vô ok, biển sâu thuyền sắc hơi khu nghỉ dưỡng, tàu đắm khu nghỉ dưỡng, biển sâu khu nghỉ dưỡng, biển khu nghỉ dưỡng ở nhà rồi ok. Nói chung là thời gian địa điểm thì giống như là cái con cá voi sắc thủ cũ, còn đây là rùa da anh đào nha mọi người, bãi biển cả ngày. Còn tiếp theo đó chính là cái con cá chép anh đào, là câu ở chỗ câu cá anh đào tại nhà cả ngày nha mọi người. Cái chỗ mà câu cá anh đào thì bắt buộc là mình phải đi đập hộp, còn nếu mà không đập ra được á thì phải đi câu cá nhà người ta rồi. Thì nói chung là tôi cũng không thích mấy cái này lắm, tôi không thích đập mấy cái này cho lắm, tôi thích đập cần câu hoặc là vợt gì à mọi người ơi. Nên là cái này tôi có một cái vé coupon, tôi đập thử coi nó ra được hay không nha. Rồi nó ra cho tôi cái gì đó rồi, rồi cái ba lô ngắm hoa đào, cái ba lô gì mà nhỏ xíu vậy. Giờ ok, đây chính là cái chỗ mà câu cá anh đào nè mọi người. Nói chung là nếu mà không đập ra được á thì mình qua nhà người nào mà có thì mình câu cá thôi nha, chứ cá chép anh đào thì tôi cũng không có hứng thú cho lắm. Thì đây chính là cái con cá chép anh đào và nó là bóng hai nha mọi người. Cả ba con đều là nền hiếm cả. Nếu mà bạn nào thích săn cái con này thì cứ săn nha. Đến cái chỗ nào mà cái nhà bạn nào đó mà có chỗ câu cá anh đào đó, bạn đó đã đập hộp ra được đấy, hoặc là bạn tự đập hộp ra, mình tự đập hộp ra và mình câu thôi nha. Tạm thời thì tôi sẽ thử câu trước cái con rùa da này và nó là bóng bốn nha mọi người. Thấy nó rất là đẹp đấy mọi người thấy không? Nói chung là màu hồng. Màu hồng rất là đẹp luôn. Nói chung rùa da mà màu hồng thì nói chung là chắc là đẹp rồi chứ không thể nào mà xấu được. Nên là tôi sẽ câu trước nó và nó ở bãi biển bóng bốn thì cứ bóng bốn thì mình bữa tới thôi. Cái con này thì tôi thấy rằng là trong cái bách khoa toàn thư nó ri là cả ngày nha mọi người, bãi biển cả ngày. Còn cái con cá voi anh đào đấy là nó ri là ban đêm. Nói chung là nó cũng giống như cái con cá voi sát thủ của mình thôi, là thời gian là từ 25 đến 35 và 05 và sorry và từ 55 đến 05 nha mọi người, là ban đêm đấy, là cái thời gian thực bên ngoài của mình đó, tức là ban đêm ở trên game đó mọi người. Là nói chung là bạn nào là câu lâu thì chắc là cũng biết đúng không. Giờ ok, bóng bốn nó lên cá vẹt khổng lồ luôn, câu từ đêm cho đến ngày. Thì tôi lại gặp thêm một cái bóng bốn nữa, bên kia câu khá là đông, bên đây tôi đứng lẻ loi có một mình thôi nha mọi người, và đang đã chiến 500% công lực cái gì lại là một cái bóng bốn. Rồi ok, lên cái con rùa da anh đào cho nó đẹp trời cái coi, lên cái kết thúc video ở đây luôn đấy. Trời ơi, trời gì vậy trời, rùa biển ôi phải trưởng chua sơn mèo. Câu từ ngày này qua ngày nọ thì tôi lại gặp thêm một cái bóng bốn nữa, và tôi đã sử dụng 600% công lực đi mọi người. Giờ ok, 600% công lực đấy, nên dùm cho cái con rùa da anh đào cái coi, đừng nói lên rùa da đen nha trời. Rồi ok, bóng bốn nè, lên nè em ơi, lên nè, rất là căng luôn, rất là căng lên cá đuối đỏ hết sức là tào lao. Nói chung là câu cái con cá mới thì nó khó lắm người, chứ không phải là dễ đâu. Tại ở cái bãi biển này thì nó có vô vàng cái loại cá và bóng bốn luôn, nên là chưa chắc gì nó sẽ lên đúng con cho mình đâu. Hồi nãy giờ là mọi người thấy rồi đấy, nó lên ba con khác nhau đúng không, và rồi một cái bóng bốn nữa nó lại xuất hiện. Giờ ok, để xem thử coi có khi nào là bốn cái bóng bốn và bốn con khác nhau hay không nha mọi người. Rồi ok, con gì nữa đây, con gì, ôi con nãy nè, cá giờ khổng lồ nè. Từ cái dạo mà hải cẩu đến đó mọi người, là tôi thấy rằng là giờ phát hành fit cái tỷ lệ mà cá mới đó nha, fit tỷ lệ cá mới mà khó ra cực kỳ luôn. Nói chung là tới tôi câu mà lâu đó là khoảng 5-6 ngày trời mà tôi vẫn không câu được cái con hải cẩu đớm, mà đến bây giờ thì cũng vậy thôi đó mọi người, nên là tôi không câu con đó nữa. Và bây giờ thì nói chung là cá mới thì tôi thấy rằng là đó, cá mua nghề nên nha mọi người, mỗi một bóng bốn là một loại cá khác nhau, thì đến bao giờ mới câu được đúng cái con đó trời. Mấy cái ngày mà rết cá mới thì nhà phát hành nên là fix cái tỷ lệ để cho cá mới nó ra dễ hơn là cá cũ đi đúng không, dẹp hết mấy cái con cá cũ đi, tắt nó, tắt xong rồi mở ra, mở những cái con cá mới ra. Nếu mà người ta có bóng bốn á thì cho lên cá mới, người ta có hứng thú người ta đi câu đúng không mọi người. Nghĩ sao mà không có fit tỷ lệ dễ ra hơn, câu cứ gặp cá cũ không mà, rồi làm sao câu được cá mới, câu đến bao giờ mệt lắm. Thôi ra biển sâu câu nha mọi người. Và đây chính là cái nơi mà nó xuất hiện được cái con cá voi anh đào đúng rồi. Biển sâu nè, thuyền nè, là ở bên cái bờ La Ve này là mình có thể là câu ở biển sâu hoặc là thuyền nha. Còn nếu mà ở bên khu nghỉ dưỡng thì mọi người câu ở đâu cũng được, nói chung là chỗ nào cũng có hết trơn á, hoặc là trong biển khu nghỉ dưỡng, ở trong cái ngôi nhà nghỉ dưỡng đó mọi người, là cũng có luôn. Nói chung là đó là những cái vị trí mà xuất hiện là cá voi anh đào đó mọi người ơi. Giờ ok, bóng 4 nha mọi người, không có đập được bóng 5 đâu. Cái bóng 5 này thì nói chung là cũng phải đi săn, săn nhiều nhiều thì nó mới lên. Chứ nếu mà săn để mà quay clip để cho mọi người coi thì chắc là tôi câu chơi chơi vậy đấy.
Nếu mà dính được thì dính, còn nếu mà dính không được thì thôi nha. Đấy, chịu rồi. Cá nặng hải luôn mọi người ơi, bóng bốn thôi. Hình như là cái con cá phô anh đào nó khó câu mọi người ơi. Nói chung là tôi đi tìm hết rồi, tôi tìm hết trên mạng đó mọi người mà không thấy ai câu được cái con cá phô anh đào đó cả. Nên thôi tôi vô câu thử cái con rùa da anh đào xem coi nó dễ câu hơn hay không nha mọi người. Chứ cái con kia mà nói chung là cá phô anh đào đấy, cả mấy ngàn người, mấy vạn người mà câu không được cái con đó để mà up lên trên mạng nữa thì làm sao mà tôi dám tự tin mà tôi đi câu cái con đó cho mọi người coi được. Nên là nói chung là cá mới là nhờ phát hành giấu kỹ lắm, không có cho ra dễ như vậy đâu. Rồi chi hả tượng luôn, hết sức là tào lao luôn, một cái con rất là đen thui luôn đó mọi người ơi. Giờ ok thôi, bây giờ mình xin dừng đây nha mọi người. Xin chào và tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nha Nam nha.